Chào mừng mọi người trở lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình tham quan của một anh quen qua YouTube ở Trường Sơn. Thì hôm nay mình tham quan kênh đó, mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Thì cái farm này là của anh Quang Trường Sơn, anh làm từ bạc cho đến ủ nái rất là chuẩn nha các bạn, làm rất là đẹp. Nói chung mình rất ưng ý cái mô hình này. Làm dĩ của anh Quang nha, cũng cái cách làm này là mới, là nhưng mà thường em thấy có rất nhiều làm này, nhưng mà trước khi mà anh ghim xuống là anh phải chét chai này, phải chét chai vô nó không mục rồi đóng xuống xong vậy đó hả, đóng xuống này đi từ đây. Anh Quang qua YouTube đi mới quen mình nha các bạn. Bạn thấy hệ thống farm của anh Quang làm rất là chuẩn nha bạn. Cái làm lòng sắt này là làm là rất là tốt, nói chung nó tốn chi phí ban đầu thôi. Cái anh làm là bạc nhà lai luôn nha, có vợ nhà lai luôn nha bạn. Còn cái này là cái máy trộn hồ dùng để trộn nhà luôn ha, làm cái căn nhà. Rồi trên đây là có mồi nhậu luôn không ba? Mồi nhậu luôn. Hay ôm gốc nha bạn, cái này là bình thường nha, do thời tiết nắng quá nên nồng nọc nó mới tấp gốc nó mát nha. Cái này là nó hai mấy ngàn qua, do thời tiết nắng quá nên nồng nọc nó mới vào gốc. Lòng dĩ cũng rất là đẹp nè, hai vợ chồng rất là kỹ luôn nè. Để cái bộ cắt dĩ nha, em thấy nhiều người ha cắt lỗ bự lỗ nhỏ rồi cắt nó cũng không cố định đâu, phải cắt này là 10 lỗ như 10 nè, có cắt máy hay cắt tay à? Tay luôn, đều băng luôn nha bạn. Thiệt có đo không? Ba sắc ba sáu có đo không? Sắc ba sáu đúng rồi đó, sắc ba sáu chính xác. Để xuống không? Để lật qua úp lại, lật qua lại, lật qua lại, lật qua lại hoài đó, tiếp hoài đó. Sắc ba sáu mình xuống tham quan hết trước đi, chút tham quan cái cầu sau nha các bạn, quá bài bản luôn. Nó tương đương với cái farm của dự hai tính nè các bạn. Trên đây là có xe tường ông cũng được luôn ha. Rồi, ông làm ống 60 giấy. Sẵn đây hướng dẫn cho bạn cái ống xả nước này, nhiều người hỏi mình là cái ống xả nước làm sao đây các bạn. Sử dụng khoan đúng không? Cái này chỉ dễ mà đục tay. À, cái này dùng để xả khi nồng nọc lớn nha các bạn. Còn nồng nọc khoảng mười mấy ngày thì thay bằng này. Mà anh vẫn trồng lưới vô. Lưới còn nhỏ. Rất là đấy. Hai đầu phải không? Đầu này là thay nồng nọc lớn, còn thay nồng nọc nhỏ. Mình nồng nọc lớn rồi đâu cần sử dụng này. Nếu mà nồng nọc nhỏ mà anh thay rồi mà anh sử dụng này, anh chụp nhà vẫn thay này mau nước hơn, mau nước hơn, mau hơn. Nhiều người hỏi thay nước làm sao này các bạn, rất là chỉnh. Anh tham quan nồng nọc chứ, đêm giờ mình qua coi cái bè nồng nọc 10 ngày của anh Quang đi. Anh Quang có một cái phương pháp đây màu rất là tốt, nếu mà để rảnh thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha, hay là anh Quang trực tiếp chia sẻ qua thôi. Thôi thôi. Cái anh Quang này là cũng do mình thực hiện cái clip trên kênh, rồi anh Quang vào xem, rồi anh em mình quen biết rồi chia sẻ nên anh Quang cho mình tham quan các bạn. Chứ lạ là không cho quay video nha các bạn. Đây nồng nọc 6 ngày nè, quay màu tảo, để quay màu tảo các bạn thấy nồng nọc 6 ngày lên rất là tốt. Nếu mà nồng nọc được 6 ngày thì là tốt đó. Đi qua coi cái bồn này nè, bồn này anh thấy dày lắm nè. Trên một cục luôn rồi. Cái này là mà tự mai nhà luôn ha. Tự mai nhà. Cái này là theo anh Quang anh chia sẻ nha bạn, là cái này là khi mà mình sử dụng cái này đó là mình khi mình sử dụng mình đẻ bạc nào là mình sử dụng cái nước của bạc đó luôn, là để mình gây màu tảo luôn nha bạn. Anh theo anh nói là lên màu tảo hơn, nhanh hơn so với cái phương pháp mình gây bình thường nha bạn. Thử lên luôn anh Quang, thử lên, thử lên luôn ha, thử lên. Nhưng mà các bạn khi mà làm vậy á, mỗi bồn của các bạn phải mai khoảng 5 đến 6 tấc nước này, chắc 5 tấc hả chị? 6 tấc. 5 đến 6 tấc lưới nha các bạn, để khi mà ếch đẻ nó không nhảy ra. Nghĩa là bây giờ là anh đẻ xong là vớt trứng ra,
vớt ít nái ra rồi giữ cái nước đó tạt trứng lại luôn là nó sẽ lên màu nhanh hơn so với cái phương pháp bình thường ha. 9 giờ nghĩa là bây giờ chiều mình bắt ếch vô, 9 giờ mình thay nước ra. Trước khi mình cho ăn là mình cắt mà cắt ăn cử rồi mình làm nó sẽ sạch phải không? Rất hay luôn á, cái này em làm ếch cũng nhiều năm nhưng mà em mới biết cái kinh nghiệm này luôn đó. Đúng không? Thì cái này là mình biết cái mà mấy anh em làm hay mình chia sẻ với các bạn, cái nào mà thấy hợp lý thì làm các bạn. Bây giờ mình trước mắt bây giờ mình đi xong cái này mình qua tham quan cái cách ảnh hữu ếch được trước đi ha. Cũng hay, nói chung bây giờ cái người nào làm bài bản các bạn, cái cách anh làm hữu ếch được cách nái cũng rất là bài bản luôn. Cũng may nhà luôn hả chị? Anh em nào mà có nhu cầu khô liên hệ với anh Quang nha. Chết rồi. Không có không? Nó không có. Xây bồn các bạn, còn cái bạc này là lần đầu tiên em cũng thấy người ta làm luôn, bởi vì đa số là người ta làm bạc cái này là người ta lấy sắt lên, người ta làm mái che, sau đó người ta phủ bạc thôi. Còn anh Mai phủ này vô rất là tốt. Nhưng mà cái này chừng nữa mình lấy cái đồ mình kẹp không cho nó, cái này nắng quá nó gắt à. Cái này nữa mình kẹp phủ theo à. Có gì cọ vô thì nó mới ấy thôi chứ bình thường vậy. Đây nè các bạn, cho các bạn ấy xem cái chuồng ếch của ảnh này các bạn. Cái này nằm muốn thăm ếch mình kéo ra mình cho ăn mình thay nước nha các bạn. Bây giờ trong đây cho mấy anh em coi nữa. Cái này là anh Quang anh chia sẻ do mình quay video để mình chia sẻ cho mấy anh em chăn nuôi, để anh em chăn nuôi tham khảo thì anh Quang cho quay, chứ lúc trước cũng có mấy người mà liên hệ anh Quang để quay để lên truyền hình là anh Quang không đồng ý nha các bạn. Chỉ cái này nếu mà chia sẻ về mục đích chăn nuôi thì anh cho xem. Thì mà cái bồn này là thay nước ở đâu anh Quang? Mà thay nước kia. Ở đây quay cho cắt thay nước nè. Xả qua anh được không? Đâu quên không? Mình vô đây mình coi cho các bạn. Quang lại quang. Tôi không để luôn. Đó. Đó đi vô. Đi vô đây. Để quay dưới bồn ếch là mình sẽ một có quanh, mình khi mà mình muốn thành thay nước mình chỉ cần xả qua anh thôi phải không? Đó. Rồi cho mình sạch. Ở trong này có cần lọc không? Không. Ếch chưa ra không? Không, nó có cái chặn. Anh có cái làm cái chặn trong cái ống được phải không? Thì cái ống số 10 mình thay hai ngóc xỏ qua vậy thôi là ếch nó xuống được rồi. Các bạn làm cũng rất là hay nha các bạn. Mình tham quan cái khu vực ếch nái của anh Quang ở đây rồi mình sẽ cho các bạn xem cái cây cầu. Cái kiểu làm bạc này là em thấy rất là nhiều làm để tương cái tre. Bởi vì mình làm cái này thứ nhất là nó chắc, thứ hai là mình bơm được mực nước cao. Nước cao. Nhưng mà nếu mực nước tre thì chắc phải hàng thêm cây ngang nữa. Bởi vì nước cao sợ cái này nó một mình nó chịu không nổi tương đối. Với lại có nhiều người á không cần hàng, biết làm gì không vậy, mua sắt cảm giờ mình luồn quá à. Luồn xuống ha. Em cũng thấy có người mà làm bằng ống mũ nữa nè. Ống mũ luôn, ống mũ đổ đổ bê tông phải không? Qua tham quan cái ngoài mình thì nữa, nếu mà em mở rộng cái trại em cũng làm cái này xây đi xây luôn. Cái xây này là sẵn lên, cái xây này nó có cái ưu điểm là tường chắc nhưng mà nó có khuyết điểm á, là vào tháng lạnh á là mình làm nó không mạnh, bởi vì vào cái tháng lạnh á là cái tường này giữ nhiệt cao, nhưng mà thời tiết lạnh là 9-10 giờ nước canh chưa nó chưa được lạnh nữa, nên nó có cái ưu điểm như cái bên đó là tốt. Dạ. Cái tường này là nó có cái ưu điểm là thời điểm này mình làm rất là tốt, nhưng mà thực sự cái khuyết điểm của nó là nó có khuyết điểm là thời tiết lạnh á, là tường này nó giữ nhiệt rất là tốt nên đâm ra cái nhiệt độ nước mình nó không được cao thôi. Chuẩn bị hai bên dễ này nha, hai bên. Các bạn quay tổng thể bây giờ là khi khu nái cho anh Quang này. Tổng thể là hai đó là chuẩn bị làm nái luôn hay làm nái lấy con. Đây là nái của anh Quang chuẩn bị gần như nái của anh Quang đang đẻ nha các bạn, đang đẻ đương nha các bạn. Dạ ếch cũng rất là đẹp, nai nhám nhiều nè, mới đẻ hay vậy? Đẻ thì đẻ cây đó được mùa hai mấy ngày đó.
các bạn coi cái nguồn nước này tuy nó dơ nhưng mà không được thay các bạn, nước này khoảng chiều mới thay nha, chứ nắng này các bạn thay là nó rất là dễ bị sẹo trứng nha các bạn, chứ không phải mà mình nuôi ếch mà mình để ếch mái nước nó dơ quá. Mình thay ban ngày trời nắng này mình thay là nó sẽ bị sẹo trứng thôi, chứ hơi chịu luôn. Còn này là cũng mà ếch đang cũng có trẻ luôn, ếch đang đẻ luôn ha. Hiện tại chạy mình phải như nái đang đẻ thôi, đang đẻ tới khi phải tất trong rồi. Quay ếch thì rất đẹp, rất bự con, bạn quay cho bạn coi. Chịu cho mình quay chia sẻ các bạn cũng rất mừng các bạn, nói chung người ta làm người ta cũng không có thích cho quay phim của mấy, nhưng mà mình làm mình chỉ muốn chia sẻ nên là có nó có đài truyền hình mà liên hệ anh quay để tham quan đó, nhưng mà anh không cho, còn nếu mà quay mà để cho anh em tham khảo vậy thì anh cho các bạn. Này tơ hết quá, cái bài này là anh đang chuẩn bị cho tháng 11 tháng 12 nữa các bạn. Dạng ếch của anh Quang rất đẹp, còn con ếch này là nó còn mang lại cái nguồn gen của ếch Thái cao nè, còn lại mang cái nguồn gen ếch Thái cao này chắc 4 gram đó, rồi cái đó 1 ký 2 ký thu được đó, chắc là còn. Các bạn coi cái nguồn nước này mấy bạn thấy sao dơ, nhưng mà tại nó băng dù buổi nắng mình không được thay nha các bạn. Số cho Quang các bạn. Trên này anh Quang không cho công khai nha. Còn nhu cầu thì cứ liên hệ ảnh. Này cũng hết tơ, hiện tơ của mình là khoảng được mấy ngàn anh Quang. Hết 3 vùng tơ của anh Quang là khoảng 2.000 đến 3.000 các bạn. Quay một dải mỗi bồn đều có một cái quan để mình tiến hành mình thay nước nha các bạn. Còn hôm nay do anh chưa thay nước nên mình không vào quay cái đầu cái gờ đó, thì mình sẽ nói cái cách làm cái đầu gờ đó như sao. Các bạn quay là mỗi người mỗi bồn đều có một cái quan xả riêng nè. Giờ mình đi qua chưa cầu qua cầu tham quan cái cách làm cầu rất là đặc biệt. À, điểm này nắng quá nên mình phải che cách nhiệt nè, phải không anh Quang? Nắng che bớt cũng được thôi. Nhưng mà cũng không nên che phủ hoàn toàn các bạn, nhưng mình vẫn cần phải giữ cái nhiệt độ cao các bạn. Hôm nay quay cho các bạn coi cái vật này là dùng để vớt trứng nè, là cái mặt này nó bằng phải không anh? Bằng lên dễ vớt trứng nè các bạn. Cái vợt này khi mình đẻ xong mình vớt trứng vô để mình tạt nha. Không thấy cắt nghĩ là thấy là một không lỗ nào như lỗ đó vậy. Vật này dùng để xúc ếch chi điếm với vật nằm nọc nha các bạn, cũng hàng luôn không hàng luôn, đúng thợ hàng với nhà là anh Quang với vợ là người thợ hàng, người thợ may may nuôi ếch là đúng đúng bài luôn đó, chứ người ta nó một lần tốn 4 lần không ha, chưa nốt mà. Các bạn có muốn mua vật thì liên hệ với anh Quang. Nói chung mình may cái này nó hơi tốn kém tí, nhưng mà mình bù là cái mình bơm nước nhiều nằm nọc không sợ nhảy ra nữa. Để các bạn xem mà cái cầu mà đi ra bồn ếch của anh Quang là vẫn là sử dụng bằng sắt nha các bạn, rất là kiên cố. Anh Quang đi ra luôn gặp tử gì sao đây em đi chờ rớt điện thoại nha, không ngày 500.000 mà rớt lắm.
mình mỗi mùng 10 ngàn. Hai mùng 10 ngàn. Con hả ba? Không, một ngày 6 ngày mấy, một ngày 3 ngày. Thời điểm này nó nắng lên nó không có biên điệu, các bạn chỉ tập trung gốc thôi, thường nắng là vậy. Gốc này được rất là nhiều farm các bạn, nhưng mà mình thấy cái farm nào mà làm nó chuẩn bài bản mình giới thiệu cho các bạn để các bạn có những cái gì hay làm hay ha. Đây là làm giữ cho mai mốt luôn, tự động để nổi luôn, không có lát đi ra ngoài đi, cái bức biển này nó dơ lá ra ngoài giữ cái thôi. Đây là hệ thống là mình là hết, mình là hết nhà không không? Hết nhà không. Mình làm dĩ mà ương thả con xuống á là các bạn phải sọt cây xiên, đúng không? Xiên nghĩa là để cho cái dĩ mình nổi. Nhưng mà anh qua anh không, anh tận dụng ba cái mốt này bởi ảnh may nè. Chuyện hết này chắc cũng 20 ngày hả anh Quang? 20 ngày ha. Hết này thôi. Nghĩa là tới thời điểm này 20 ngày mà gần 20 ngày mà ảnh vẫn không cần sọt xiên bóng nha các bạn. Chừng nào mà ếch lớn như những bầy chổng anh mới cần sọt dĩ nha các bạn. Nói chung anh Quang anh làm cái mô hình này anh cũng cập nhật cái rất là nhiều cái mới và cái hay các bạn. Nông dân nuôi ếch mình có rất là hay trong vấn đề mà học hỏi cái mới các bạn. Ba mùng 20 ngàn cũng ưng nhận hết á. Ưng nhận hết. Mà điều này tảo lam hơn hay nhiều mình đúng không? Quay rất là nhiều bạn hỏi mình cái trường hợp này là ếch này là không phải vì bệnh rẻ nha các bạn. Con ếch này là do cái mẫu chúng ta thả xuống nó có một số mẫu nhỏ và thằng bự nó cạp thằng nhỏ nên đâm ra nó bị cạp mà nguồn nước dơ thì mấy thằng này các bạn thấy nó lên vớt ra ngoài đi. Một bụng 20 ngàn rất là hay luôn á. Nói chung mà sau này em cũng sẽ chỉ cho người ta làm kiểu này nè các bạn. Nói chung cái này nó không bao là tiền chứ, nhưng mà nó hiệu quả, nó đỡ tốn công đỡ tốn cây mình nữa. Rất là hay kiểu này. Dở lên khúc dài dài cái gì hay luôn, nói chung nó làm gì rất là tốt, rất là ok luôn á. Rồi để em qua nó chưa thì thì cái mình làm cái này là nhờ mình làm YouTube mình mới quen được anh Quang, và sẵn đây anh Quang cho mình tham quan cái mô hình của anh luôn ha. Thì cái cách mình mà nhiều người mà hỏi mình thời gian qua mình làm YouTube mà được cái vấn đề gì là mình nhờ mình làm như thế này là mình chia sẻ cho những anh em phương xa người ta không biết, và những anh em ở gần thì họ có thể gặp mình trao đổi mua thuốc. Thiệt sự anh Quang cũng nhờ qua kênh YouTube mình là anh cũng lên cửa hàng mình mua thuốc là mình điều trị cho anh. Hiện tại các bạn thấy ếch rất là ok. Thứ hai mà thật sự anh em nào mà khu vực Đồng Tháp và lân cận khoảng chừng 40-50 cây số mà muốn giao lưu với các bạn mà muốn mình lại farm mà quay như thế này, các bạn nhắn tin mình đi, mình sẽ thu xếp thời gian để mình quay lại, mình quay để mình cho các bạn tham khảo. Nói chung mình quay này là mình cập nhật những hay. Thực sự hôm nay mình thấy cái farm của anh Quang làm rất là tốt, rất là ok, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nào thấy cái vấn đề nào mà phù hợp thì sẽ làm theo. Bây giờ mình quay dạo vòng tham quan cái nữa đi rồi mình kết thúc nha các bạn. Đóng tiền luôn, đầu tư rất đóng tiền luôn. Nhưng mà các bạn mình cũng có một lần tốn, bốn lần không thấy Quang. Đúng rồi.
10 ống là ghè thấp hơn khoảng chỉ khoảng 60% so với nuôi ếch bình thường à. Nhưng mà cái này mình khi làm đổ dữ được sao mình nên đổ như cái lỗ lớn một tí hơn coi. Cái lỗ của dữ này nè, lỗ lớn một tí hay nhỏ đóng gông nhiều. Hôm nay là anh Quang thả 76.000 nha bạn. Hôm nay là mình tham quan cái mô hình của anh Quang, thì các bạn nào có nhu cầu mà liên hệ mà học hỏi thêm vấn đề về cách may bạc, cách làm bồn thì có gì mình xin mình cho số điện thoại riêng của anh Quang nha. Anh Quang không đưa số lên đây các bạn. Thì video của mình đến đây kết thúc, các bạn có gì thì cứ nhắn tin cho mình nha.